Người nha, sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang rủ nhau đi vào trong suối. Hôm nay vào trong suối thì Sang sẽ đi bắt cua đá một ngày ở trong đó quay cho mọi người xem. Với lại thứ hai á, là hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với hai cái đứa nhóc nhỏ mà vừa mới gia nhập vào nhóm của Sang á, là nhóc Tâm với lại Tấn á. Hôm nay là ngày Sang phát lương cho Tem, nên sẵn tiện thì Sang cũng phát lương cho hai đứa nhóc này luôn. Nãy giờ Sang với mấy đứa mọi người đã đi vào tới một con suối rồi nha. Con suối này thì cũng nằm ở bìa rừng thôi. Nay thì rủ thêm được ba đứa lớn và lại là hai đứa nhỏ. Mấy anh em Sang sẽ đi bắt cua một ngày ở suối. Thì suối mùa này đã cạn nước rồi, nên cái việc bắt cua thì cũng dễ. Thì mọi người thấy đây này, hàng cua có rất là nhiều. Con, ui nó chạy rồi. Cái loại cua này là đây. Ý. Bắt con vừa vừa thôi nha, đừng bắt con nhỏ quá nha mấy đứa. Sang cho mọi người xem đây. Hôm nay Sang với mấy đứa sẽ đi bắt cái loại cua cua đồi nha mọi người. Chỗ Sang người ta gọi là cua đồi. Cái loại này nó không có to đâu, nó chỉ cỡ này thôi. Kiểu như là cái con cua con vậy á. Nhưng mà cái loại này á thì ăn nói chung rất là ngon. Con. Đó, cỡ này thôi. Nhưng mà một hồi luộc lên là ăn ngon lắm. Ê, ui, cái này bự nè, mấy đứa. Lấy con này đi. Cục to thì cua to nha, cục nhỏ thì cua nhỏ. Lật né tâm né. Đây, lật gì đó đi, lật gì đó. Hai ba lên. Ui. Từ. Ok, bự kìa. Trước dần. Cái hang kìa. Lấy cái chim ra. Rồi. Rồi mô đi, tay đứa nào nhỏ mô đi. Cái hang nào mà nó cái cục đá nó to thì con cua nó sẽ to, còn cục đá nhỏ thì con cua nó sẽ nhỏ nha. Ở đây thì có nhiều loại cua lắm, đúng không? Đúng, cua bự lắm. Cầm cái càng. Rồi kéo lên, từ từ nha, đừng để đứa càng uổng. Tại vì lâu lâu mới bắt được con cua bự, cái suối này thì đa phần là cua kia thôi, cua gì? Ui trời, bự này. Đây, cua đá. Đây, mọi người thấy con cua đá đã không? Con này thì ăn ngon lắm đấy. Hôm nay Sang với mấy đứa sẽ cố gắng bắt thật nhiều con này. Tại vì mùa này là mùa nhiều nhất của nó đó mọi người. Mùa này nước nó cạn. Ui nó to hơn gấp mấy lần con cua kia. Nhưng mà con nào có loại ngon riêng của nó. Đây có hàng đây này, hàng này nhỏ. Kiếm mấy cục đá nhỏ bự mình lật mấy con to. Ui đây một con. Con bự luôn. Dở con này lên cho anh đi Văn. Con bự luôn. Ui. Đó. Này. Đây. Nó kêu anh xài. Cái loại cua đá này mọi người thì mọi người bắt á, mọi người cẩn thận một chút nha. Là nó kẹp rất là đau. Cái con cua đá này thì kẹp cực kỳ đau luôn nha. Nó cái càng của nó sát với nhau á. Ui con này trứng không mấy đứa ơi. Đây này. Con này trứng không à. Thả đi ha. Dạ. Con nào có trứng thì sao không bắt nha mọi người. Thả đi để năm sau nó đẻ rồi mình có cua mình bắt nha. Cho nó xuống đi. Con này to nhưng mà có trứng nên mình không bắt. Con nào có trứng con đực thì mình mới bắt đó. Còn cái thì thôi mình không bắt. Giờ Sang với mấy đứa sẽ bắt dài theo con suối này. Hôm nay cố gắng là bắt một xô này luôn. Hả? Rồi bỏ vô xô. Ui một con nữa. Mọi người thấy bắt cua suối đã không? Nhiều lắm luôn á, cứ là cục đá nào là cũng có cua hết cả. Đâu cua Tấn đâu? Bự nhất luôn hả? Ui, Tấn này bắt được cua bự nhất luôn rồi mọi người. Chào bá luôn. Cua đá mà cỡ đó là ăn hơi bị ngon mọi người. Cục đây luôn hả?
Rồi, mò mò dính nha, anh mò. Ui, ui, ui. Rồi, lấy tay ra tức, lấy tay ra tức. Ui, hai con, hai con bự. Tức, đè con bự đi tức, tức. Tự nhiên nó chạy. Ui, nó kẹp anh sàn kìa. Bắt con nhỏ, bắt con nhỏ. Ui, con bự. Dơ, 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 dơ. Đây, mọi người xem cua của cái hang này này. Nó nằm cũng đá bẹp bẹp nha, hai con một lúc luôn. Đây, đây, đưa con to cho anh coi. Để đàng hoàng. Nó kẹp đau lắm luôn á. Con này thì người ta nói là kẹp như cua biển đó mọi người. Kẹp một phát nào là chảy máu phát đó. Tại vì cái càng mọi người xem này. Nhìn nó lực lượng lắm nha. Rồi bỏ dưới xuống tính ơi, để xảy. Ui, nãy giờ mới bắt tí xíu thôi. Quá trời cua luôn. Kiểu này là mình phải đem về mình lấy cái nồi to to á mấy đứa. Mình hấp bia nha. Rồi dành mò đi, anh đợi cho. Ui, lên nó lên luôn. Nè, một con. Ủa, một con hả? Rồi, quá xô. Đây, đây, anh cầm cho. Mọi người thấy bắt cua đá đơn giản không? Cái mùa này á, khi mà nước rút đi á, mình chỉ cần kiếm cái hang của nó. Mình lật cục đá lên thì sẽ phát hiện có con cua ở dưới đó nha. Nhưng mà đặc biệt là loại cua đá này á, nó chỉ ở những cái suối mà có nhiều đá thôi ha dành. Còn cái suối nào mà không có đá thì nó sẽ không ở đâu. Tại vì nó tên là cua đá mà. Nên nó ở suối cua đá. Nãy giờ Tấn bắt được con nào chưa? Chưa luôn hả? Tại vì công việc bắt cua đá này á, chỉ dành cho những người lớn thôi. Tại vì mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ này là sao lật nổi cục đá mà bắt đúng không? Nên sang với mấy đứa sẽ lớn sẽ bắt. Còn mấy đứa nhỏ thì thôi. Đây đây là toàn bộ thành quả nha. Nhiều lắm rồi đó. Cầm với Tấn ơi. Tấn chỉ việc là cầm xô thôi. Rồi đi nha anh. Đâu? Chọt tay vô được. Đâu đâu? Đụng cái đụng cua hả? Bóc ra bóc ra. Móc lên. Đâu? Đây nè đây nè. Dạ dạ dạ. Nó kẹp em. Bự đó. Ui sao mà, sao mà. Cô nhìn kỹ càng. Ui. Ui. Con nữa, con. Ui. Con nữa. Còn một con nữa, còn một con. Em thấy rồi. Từ từ đi. Ui con này bự vậy. Đây mọi người nhìn cái con cua đá kiểu này á thì có thấy khác gì cua biển không? Cũng to mà đúng không? Xe xe bàn tay ra kia. Xe xe bàn tay. Ui, dạ. Một cặp luôn. Có xe xe cái bàn tay ra cây dạnh. Đây đây một con cua đá thì nó bự gần nửa cái bàn tay luôn nha. Mà ở đây hai con. Thường thì cái mùa này nó sẽ ở theo cặp nha mọi người. Con đâu có trứng hả? Đâu đâu cho anh coi cái trứng nữa. Con này có trứng nè mọi người. Đây là cái trứng cua này. Từ 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 từ. Giữ yên, giữ yên, giữ yên. Đây là trứng của con cua nè mọi người. Đây mọi người thấy không? Đầy trứng luôn. Con này thì mình thả lại nha. Nó kẹp mùi. Nó kẹp. Từ 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 từ. Nè. Rồi. Mình bắt cái con đực thôi. Rồi con cái thả lại cho nó đẻ. Đó, cho nó về chỗ cũ nha. Rồi giờ mình đi tiếp. Mình chỉ bắt con đực thôi. Còn con cái có trứng thì mình đẻ lại. Tại vì mùa này là mùa trứng nha mọi người. Mình không bắt mấy con có trứng. Sẽ cho mọi người xem ở đây nè. Có một cái hang cua rất rất là to luôn nha. Hơn cả cái bàn tay của Sang luôn. Rồi thôi vô. Ok. Ui, nè. Nó bò ra ngoài. Dễ vậy? Nó tiện nó bò ra ngoài luôn. Thái này nó hay thật luôn mọi người. Em định mò tay vô. Có con thông thông. Đây đây đây. Nó bự lắm. Con này bự lắm luôn rồi. Con này là cua đá, con này là bự lắm luôn rồi. Tự bò ra luôn. Dạ. Rồi thật chưa? Đây bò sực con. Hang này nó mới làm mọi người. Đây này, đó cái còn mới, nó mới làm á. Nên sao mới cua cua phía ngoài, từ bò ra ngoài nữa chứ. Nó mới đạp con cua. Cái này là tự nọc mạng. Thôi đi tiếp. Cái suối chỗ này thì đá nhiều này. Khúc trên đây thì nguyên cả một cái bãi đá luôn. Nên lật mệt nghỉ mà. Hang nữa hả? Mà khúc này khó bắt hơn. Tại vì nó không làm hang đá, mà nó làm bờ đất. Nên phải lật. Nên phải moi. Rồi, chạy đâu cho thoát nữa. Chạy đâu cho thoát. Ui. 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 Kẹp anh mấy phát. Bỏ số, bỏ số. Số, số, số tấn. Số kìa tấn. To này, bỏ mấy con. Dạ.
lấy chân ra, lấy chân ra, lấy chân ra. Có bự luôn. Có bự đó. Rồi. Rồi, anh xong cái kèm nữa rồi. Đau nhất là kẹp đầu ngón tay á, kẹp giữa cái móng của mình á. Dạ. Để nó ăn được con này. Con này hơi bự luôn á, bự hơn con nãy. Lá dưới gốc cây khó đắt. Cái này phải có bao tay dễ bắt hơn á mấy đứa. Dạ. Rồi. Ui. Con này là. Con này là gọi là à con siêu to khổng lồ luôn này. Xuống xuống. Ui đếm từ xuống. Nãy giờ mình không biết mình mặc mấy nhỏ. Đây nè, đây, có hang này. Dăng. Ôi. Đâu vậy? Dạ lên nha. Thôi lủng ngón tay luôn nè. Thì mấy đứa ra đói bụng chưa? Dạ đói rồi. À, nên tới cái đoạn suối này á, Sang với mấy đứa dừng lại nha. Tại vì chỗ này nó có nước chảy với lại có một cục đá băng. Mình sẽ tổng kết toàn bộ số cua mà ngày hôm nay mình bắt được. Rồi dảnh dở mấy ống tre lên coi. Mình sẽ bỏ vô cái ống tre, mình hấp bia nha. À, tại vì sáng nay đang đi á thì tính trước hết rồi. Mấy anh em Sang thì có mua thêm vài lon bia nữa. Mình sẽ đổ bia vô trong ống tre này, mình hấp bia trong ống, luộc cái bia, luộc cua trong ống tre bằng bia nha. Dạ. À, giờ thì bắt cua đếm đi mấy đứa ơi. Dạ. Đây mọi người xem cua Sang với mấy đứa nhóc bắt này. Toàn là mấy con to to, mấy con bự không à. Rồi, một con, hai con, mấy con nhỏ mình thả nha. Dạ. Ba con. Bốn con. Cua đồng hả? Dạ. À, sáu con, cua đồng ăn luôn. Bảy con. Tám con. Chín con, mười con. 20. 31. 32. 33, 34 con. 36 con. Rồi mấy con nhỏ không ạ? Rồi mấy con này là mấy con nhỏ nha, nên Sang sẽ thả đi cho nó xuống nước nó sống lại. Chừng nào bự mình bắt sao. Còn đây là toàn bộ mấy con to. À, bao nhiêu đây, chắc hơn 2kg 3kg mọi người. Thì Sang với mấy đứa sẽ cho hết cái số cua mà ngày hôm nay mình bắt được này vào trong những ống tre như thế này nha. Đó. Cứ bỏ vô trong đây, mình không có đổ nước mà mình đổ bia vô. Rồi mình hấp đó. Đó, này thì là ba ống. Cái mỗi ống mình luộc một ít thôi cho nó thơm mùi rồi mới bự bỏ vô cho nó đã. Nó cứng bự bỏ dưới trước. Rồi nhỏ trên sau để nó chín. Bây giờ thì tới công đoạn tiếp theo. Rồi khui bia. Khui bia mình đổ vô trong cái ống của đó bên đây. Mỗi ống thì mình sẽ cho một lon rưỡi nha. Rồi đổ nửa lon nó tức. Nay thì vừa ăn cua vừa uống bia luôn, cho xỉn luôn. Đấy. Bia này thì được cái là mình luộc cua mọi người. Đấy, đây nữa. Thì một hồi con cua sẽ rất là ngọt luôn. Rồi nửa bên răng. Một ống nha. Ui, tràn lên tới trên bờ luôn. Rồi nhét hết luôn.
bia thì mình đổ vô phía trong nha. Còn tiếp theo là mình sẽ nhét cái phần lá tre lên phía trên nha mọi người, để cho nó giữ cái hơi bia. Đấy, không cần đổ nước đâu, có bia vô là được rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Cứng chưa? Dạ, cứng. Cô Giang cứng chưa? Rồi, đặt qua đây, Giang cầm đi, Giang cầm đi. Rồi, tướng nét ra, tướng nét ra. Lửa thì mấy đứa đốt cũng đã cháy rồi nha. Giờ thì mình gác lên đây. Đấy, cái này phải gác lên là phải chở nha mọi người, không mà một hồi nó cháy á. Cái món cua luộc ống tre của Sang á, thì nãy giờ cũng đã sôi rồi nha mọi người. Nhưng mà cái con cua đá này á, thì mình phải luộc thật kỹ thì mới ăn được nha. Do cái loại cua đá này nó sống trong rừng á, nó có rất là nhiều ký sinh trùng. Nếu mà mình ăn lúc nó chưa chín á, thì rất là nguy hiểm. Nên thôi luộc cho nó rụt rã luôn thì đem ra ăn sau. Còn bây giờ trong thời gian chờ đợi cua chín á, thì Sang sẽ giới thiệu sơ với mọi người ở đây hai đứa nhóc mà hôm bữa Sang cho vào tem á. Thì đợt hổm là trong video thịt trâu á, thì anh có nói là cho hai đứa vào để đi quay video đúng không? Dạ. Để kiếm tiền đúng không? Dạ. Nhưng mà đợt đó thì hai đứa chưa có giới thiệu với mọi người là hai đứa tên gì, bao nhiêu tuổi này kia, nên mọi người chưa biết. Nên hôm nay thì hai đứa sẽ giới thiệu. Còn như anh Văn, đồ anh Dảnh này kia thì giới thiệu rồi, nên hai đứa sẽ tự giới thiệu nghe chưa? Dạ. Giờ thì Tuấn sẽ giới thiệu trước. Tuấn tên gì nè? Rồi giờ Tuấn giới thiệu đi. Em tên là Cao Đặng Văn Tuấn. À. Em học lớp 4. Tuấn bao nhiêu tuổi rồi? Em 10 tuổi. Tuấn là em của đứa nào? Em của anh Hùng với anh Tĩnh. Em họ của anh Hùng đúng không? Dạ. Còn em ruột của anh Tĩnh. Rồi Tuấn đi quay video để làm cái gì? Để kiếm tiền về đi học. Kiếm tiền về đi học hả? Dạ. Còn đó là phần giới thiệu của Tuấn nha mọi người, cho mọi người dễ hiểu. Đây là em của Hùng với là Tĩnh đó mọi người. Lúc trước thì cũng có quay nhiều video với anh rồi đúng không? Nhưng mà đợt đó anh chưa cho vô nhóm, nhưng mà đợt này thì cho vô nhóm rồi, nên sẽ xuất hiện nhiều hơn trong video. Còn bên đây là tới Tâm nha. Tâm giới thiệu đi. Em tên là Ca. Ca gì? Ca Tâm. Ca Tâm. Dạ. À. Học lớp 3. Học lớp 3. Em 11 tuổi. Em 11 tuổi. Em tên em là em của đứa nào? Em đứa Quỳnh. Em đứa Quỳnh. Em của anh Quỳnh nghe chưa? Dạ. Tâm đi học, Tâm đi quay video với anh là để làm gì? Kiếm tiền đi học. Kiếm tiền đi học hả? Với lại kiếm tiền cho ba đúng không? Dạ. Tại vì giờ anh Quỳnh cũng bận nhiều việc quá, giờ anh Quỳnh phải đi cắt cỏ bò này, chăn bò này kia. Nên Sang muốn là cho Tâm này vào nhóm nè mọi người, để nó đi kiếm tiền để mà mang về cho ba ha. Mang tiền về cho ba nghe chưa? Ôi, chín chưa? Mềm là chín rồi đó. Rồi đổ ra Văn ơi. U thơm bia ghê ha. Dạ. Cứ để cái ống đó, cái ống xuống đây. Coi chừng phỏng tay á. Cua nãy giờ luộc thì cũng đã chín rồi nha mọi người. Ui. Nhưng mà giờ Sang với mấy đứa sẽ đổ ra để chuẩn bị ăn thôi. Hết chưa? Rồi đổ ống kia ra luôn. Ui mọi người xem cua luộc đây này. Thơm lừng mùi bia luôn nha. Cua đá thì nó luộc nó có cái cua đá nó luộc nó có cái màu vàng vàng ha. Còn cua đồng thì nó có màu đỏ. Cái mùi bia thơm thiệt á. Phỏng tay á. Cái ống này nó nhiều hơn nè. Rồi chút xuống luôn. Gõ qua thành bên đây nè. Ui nhiều quá, nãy nhát nhiều quá. Đó. Rồi. Đây là cái toàn bộ cái số cua mà ngày hôm nay Sang với mấy đứa nhóc bắt được nha. Rồi dọn qua cục đá bên kia rồi mình chuẩn bị ăn mấy đứa ơi. Dạ. Tại vì trời cũng sắp mưa rồi. Trời phía trên thì mọi người xem này, chuyển mưa. Mà Sang với mấy đứa nhóc tận tiết ở trong rừng. Nên thôi giờ dọn qua mình ăn nha. Mấy đứa luộc cũng đã chín rồi nha. Nhưng mà mình vẫn chưa vội ăn nha mấy đứa. Dạ. Tại vì ngày hôm nay mấy đứa biết là ngày gì không? Dạ. Ngày hôm nay là ngày anh sẽ phát lương cho mấy đứa đầu năm 2022 nha. Dạ. Là tháng lương đầu tiên của năm nay. Nên anh sẵn tiện là quay lại clip cho mọi người xem. Tại vì riêng hai đứa nhóc nhỏ này thì đó giờ biết lương là cái gì không? Dạ không. Lương là ngày mà mấy đứa đi quay nguyên một tháng cùng với anh á, thì anh sẽ phát tiền cho mấy đứa. Đó là ngày mà mấy đứa sẽ được nhận tiền từ anh á, hiểu không? Dạ. Còn mấy đứa lớn này á, thì trước giờ nhận rồi, nhiều rồi. Dạ. Cũng không cần phải nói tới, chỉ nói riêng hai đứa nhỏ này. Thì Tâm với lại Tấn
à, đó giờ Tâm với Tứng được nhận nhiều tiền nhất là được bao nhiêu? Cầm nhiều tiền nhất đó giờ luôn á. 5-60 hả? Làm gì được 5-60? Hả? Hả? Kiếm đều. Kiếm đều à? Dạ. Kiếm đều, kiếm ươi này kia đúng không? Là được 5-60 ngàn một ngày đúng không? Dạ. Còn à, hôm nay á, thì sẽ phát lương cho mấy đứa. Mấy đứa đón xem thì được bao nhiêu? Hả? Không biết nữa hả? Tại vì như thế này nha, à, mấy đứa thì Tâm này với lại Tấn á, là còn đi học đúng không? Dạ. Thời gian đi quay video cùng với anh á, rất là ít luôn mọi người. Chỉ được một tuần chỉ đi quay được một ngày thôi đúng không? Dạ. Và 4 tuần á, là một tháng á, chỉ quay đi quay cùng với Sang được có 4 ngày thôi. Tất cả những cái ngày còn lại thì phải đi học. Tại vì trước kia mấy đứa như anh của mấy đứa này nè, à, phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Nên sau này khi mà Sang thấy mấy đứa nhóc này nó muốn có ý định nghỉ học á, thì Sang mới nói mấy đứa thì cố gắng đi học cho lại đi. Thì Sang sẽ cho đi quay để mà kiếm tiền, để lo cho cái việc học, không cần phải nghỉ đi kiếm tiền. Nên hôm nay á, anh sẽ phát lương cho hai đứa nghe chưa. Dạ. Còn mấy đứa lớn này á, thì phát lương nhiều rồi thì cũng không cần phải quay nữa. Thì đây, chia ra cho nhỉ. Rồi, đây là tiền của Tấn. Mặc dù là Tấn tháng này đi được với anh mới có mấy ngày đúng không? Từ Tết tới giờ đi quay cùng với Sang là được 2-3 cái video gì đó thôi mọi người. Nhưng mà vẫn có lương nghe chưa Tấn. Còn cố gắng nhiều hơn nữa thì sẽ có nhiều lương hơn nữa. Và đây là toàn bộ số tiền của Tấn, là Tấn cầm đi. Đây là Tấn, Tấn biết bao nhiêu không? Đây là 5 triệu nha. Thật ra thì mấy đứa này á, nó chỉ đi quay với Sang không được nhiều đâu mọi người. Nhưng mà Sang sẽ cố gắng dành ra một số tiền để cho mấy đứa nè. Đầu tiên là này, con này của Tâm này. Tâm cũng được 5 triệu giống như Tấn luôn. Mặc dù là hai đứa đi với anh rất ít, nhưng mà anh cố gắng là cho mấy đứa nhiều tiền, để đầu tiên là mấy đứa nó sẽ có tiền đi học với lại tiền lo cho gia đình đúng không? Dạ. Còn tiền của mấy đứa lớn này thì để Sang phát luôn. Mấy đứa lớn thì nói nhiều rồi cũng không cần phải ấy nữa. Rồi cầm. cái này là có mấy đứa ở nhà nữa nha. Cầm giùm thôi, lát về anh chia ra. Đó. Thì ngày hôm nay thì là ngày Sang phát lương cho mấy đứa. Rồi mấy đứa thôi ăn cua đi. Em mình sẽ tập trung vào cái việc ăn cua rồi chuẩn bị đi về nha mấy đứa. Thôi giờ ăn đi tại vì trời cũng sắp mưa rồi. Cất tiền cho kỹ nha Thái, tại vì còn mấy đứa kia ở nhà nữa đó. Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Đây Sang mời tất cả mọi người ăn cua đây. Đi vào suối á, ngon nhất là được ăn cua như thế này. Đây, ui gạch không luôn. Ui quá trời. Đây mọi người xem gạch của nó này. Bẻ cái càng đi. Bẻ càng với cái chân ra cho anh. Không có tay. Rồi, đấy được rồi. Sẽ ăn cái này nha, chấm vô cái này. Đây mời cả mọi người nha. Ăn cua này mà được hấp bia nữa thì thôi, ngon nhất nách đó mọi người. Dành thích ăn càng hả? Sang thì không thích ăn càng mọi người, tại càng nó cứng. Nhưng mà cái mình này là ngon nhất của con cua Dành. Cái theo như anh nghĩ cái mình này ngon hơn cái càng Dành. Tại vì cái mình này nó có nhiều gạch đó mọi người. Cua đá nó rất là ngọt luôn. Nó đặc biệt là phần gạch cực kỳ nhiều. Mình ăn cái mình nó thì mọi người xem này, thịt không? Lần đầu tiên được nhận lương trong đời á, có thấy vui không? Nên cố gắng lần sau sẽ cố gắng là đi nhiều hơn, cũng như là anh sẽ cho nhiều tiền hơn cho mấy đứa nha. Dạ. Tạm thời mức lương khởi đầu của hai đứa chỉ được như vậy thôi mọi người. Tại vì trong nhóm của Sang thì có nhiều người, Sang chỉ muốn là cho hai đứa này vào này. Đầu tiên là cho hai đứa nó có tiền đi học, với lại thứ hai là nó trong nhóm nó có đo nhiều người hơn và nó đông hơn và nó vui hơn nha. Tại vì trong nhóm của Sang mấy đứa lớn thì cũng đã lớn hết rồi, có đứa thì phải đi làm ở ngoài, rất ít thời gian để quay video cùng với Sang. Đứa nào có thời gian rảnh thì mới đi thôi, nhưng mà vẫn được nhận lương đều đều. Còn mấy đứa lớn thì 2022 rồi, năm nay thì mấy anh em mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ha, để mình hoàn thành được nhiều thứ hơn nha. Và ngày hôm nay clip của Sang thì cũng chỉ tới đây thôi, nên có lẽ là tạm dừng clip tại đây nha. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang. Nếu mọi người yêu quý Sang cũng như mấy đứa, mọi người hãy cho Sang xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Sang nha. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.